Thưa quý vị, lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Vesak 2019 đã diễn ra vào sáng nay tại Trung tâm Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Tham dự lễ bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên thủ các nước, quan khách và các đại sứ các nước. Trong 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5, Đại lễ Vesak 2019 diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm văn hóa Phật giáo, diễu hành xe hoa, chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật quốc tế với chủ đề Đại lộ di sản, Đại lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới, cùng các cuộc hội thảo quốc tế về sự lãnh đạo có chánh niệm vì hòa bình bền vững nhằm đưa ra những giải pháp để thực hiện thành công mục tiêu chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu mà Liên Hợp Quốc hướng tới. Trong những ngày diễn ra Đại lễ Vesak, tại Chùa Tam Chúc đã đón tiếp hàng ngàn đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia vùng lãnh thổ, cùng hàng chục nghìn Phật tử trong cả nước và kiều bào tham dự đại lễ và chiêm bái chùa. Phát biểu tại lễ bế mạc, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, với chủ đề các tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững, đã nói rõ giá trị cốt lõi về hòa bình của Đức Phật để xây dựng cho hòa bình cho nhân loại. Sự thành công của Đại lễ Vesak 2019 là sự gia hộ mầu nhiệm của Đức Phật đã tạo ra một không gian ấn tượng, bầu không khí hòa hợp, hòa bình cho các đại biểu quốc tế đến tham dự Đại lễ Phật đản Vesak 2019. Hội thảo khoa học quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm nay kết tinh trí tuệ và niềm hứng khởi của hơn 1.650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 3.000 chư tôn đức tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đang đúc kết trong tuyên bố Hà Nam năm 2019 sẽ là cam kết của cộng đồng Phật giáo thế giới góp phần xây dựng hòa bình cho nhân loại. Khẳng định Đại lễ Phật đản Vesak 2019 là ngày hội văn hóa chan hòa tinh thần đoàn kết quốc tế trên nền tảng tư tưởng của Đức Phật, là nơi gặp gỡ của Phật tử và những người yêu kính đạo Phật, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, với sự tham gia của trên 3.000 đại biểu của 113 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cùng các chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử đã thảo luận về tinh hoa tư tưởng trí tuệ, tư tưởng Phật giáo kết tinh trong tinh thần đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy tinh thần khoan dung, hòa hợp, góp phần xây dựng một thế giới hạnh phúc. Về những giá trị tích cực của Phật giáo và đóng góp của Phật giáo trong thời đại ngày nay trên các phương diện vì hòa bình bền vững, về chăm sóc sức khỏe, về giáo dục đạo đức toàn cầu, về tiêu dùng có trách nhiệm bền vững, đồng thời đưa ra những quan điểm và các giải pháp của đạo Phật trong tinh thần từ bi và trí tuệ đối với các vấn đề đang ảnh hưởng đến việc xây dựng xã hội phát triển bền vững. Các ý nguyện tốt đẹp về một thế giới hòa bình, về một xã hội phát triển bền vững đã được thảo luận thống nhất thể hiện qua tuyên bố chung Hà Nam Vesak năm 2019, khẳng định sự đóng góp thiết thực hiệu quả của Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung vào việc thực hiện hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Kết thúc phiên bế mạc, Đại lễ Phật đản Vesak 2019 đã thông qua tuyên bố chung Vesak 2019. Tuyên bố Hà Nam khẳng định Đại lễ Phật đản Vesak đã thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau thông qua việc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo Phật giáo, các học giả để giải quyết các vấn đề hiện nay trên nền tảng tư tưởng đạo Phật về xây dựng một thế giới hòa bình. Thông điệp hòa bình được đưa ra dựa trên giáo lý về trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật. Cũng tại lễ bế mạc đã diễn ra lễ chuyển giao đăng cai Vesak Liên Hợp Quốc 2020.